Đây là dưới tầng 1 ạ, các con vừa mới hoạt động gym xong ạ. Ở đây chính là chỗ mà thầy giáo nước ngoài các bạn vừa mới tập xong. Giờ chúng ta sẽ đi lên tầng 2. Đây là phòng học của các con. Và đây là khu cầu thang máy này. Đằng sau là chỗ để các con chơi này. Ok. Cầu thang máy đi lên. Ok, đợi xíu nha.